Nên người niệm Phật chân chánh nhất định phải nhớ, mỗi ngày trong tâm tôi Phật hiểu nhiều hay tạp niệm nhiều? Nếu vọng tưởng tạp niệm nhiều hơn Phật hiểu, như vậy phải tự cảnh báo. Đây không phải là tin tốt. Suốt ngày hôm nay trong tâm tôi Phật hiểu nhiều, vọng niệm ít là tin tốt. Chúng ta có thể ngay trong đời này chắc chắn giảng sanh, không dựa vào người trợ niệm. Khi tôi giảng sanh rất rõ ràng minh bạch, không bệnh tật, đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh. Đây là công phu gì? Nói thấu triệt chính là câu này. Trong một ngày, trong lòng quý vị Phật hiệu nhiều hay vọng niệm nhiều? Phật hiệu nhiều hơn vọng niệm, tức quý vị đã làm được, không khó.